Không. Rồi bắt đầu. Ngày đó đi trong bước đà đài đà cái này lúc là thường thường nếu tập giỏi là nó không nhắm mắt á, không có mở mắt nữa, theo dõi cảm nhận trong người á. Bây giờ tạo cái trung tâm là bóng rồi, họ nó hiện là nó hiện kéo tới đâu rồi nó hiện tới đó, tĩnh tại tưởng ngực chỉ muốn có nắp kéo quanh là rồi bây giờ tốc thi từ từ đó. Hơi nhất cái gót hai hơi thở đi và đều hai hơi thở nhìn từng giây trước thở đều hai hơi đó bắt đầu là những này hơi lạnh nhiều rồi. Hơi thở đều, tim đập đều và thân không mỏi là điều thân đều hơi thở đều huyết luôn. Rồi tới số 3. Số 3 này. Rồi trường lên. Trường mặt kiến. Trường mặt kiến. Nhỏ ngót lên hả? Ngó ngót là anh sợ té, anh phải nhìn ra phía trước. Định nhìn lên trời. Ở cái bụng ra. Rồi có tưởng rồi. Rồi nó đang cấp khí á. Rồi cấp khí. Đứng thẳng. Bình thẳng ra. Nhìn về trước. Hạ xuống. Nếu mà tay nó mỏi đủ xuống luôn cũng được. Nó điều thân. Xong được. Thu công. Đưa xuống. Hết 3 phần đầu. Rồi. Ba cái.